Cái hôm trong năm tôi có chia sẻ với quý vị về cái uh, cách mình chăm sóc cái cây mai vàng uh, rồi cái cách lặt lá thế nào uh, để cho nó nở đúng vào cái uh, dịp Tết nguyên đán. Thì uh, hôm nay là mùng 1 rồi, mình về trong nhà để mình xem coi nó có nở đúng bao nhiêu là mình hứa mình hồi hộp quá. Xin chào quý vị. Vậy là tôi đã giữ đúng lời hứa với quý vị rồi, là cái cây mai này nó sẽ nở đúng vào dịp Tết. Thì quý vị thấy là hôm nay là sáng mùng 1 Tết, tất cả nó đã nở rộ hết. Tuy nhiên thì nó vẫn còn rất là nhiều nụ nha quý vị nha. Hứa hẹn là nó sẽ kéo dài cho đến mùng 4, mùng 5 thậm chí hơn nữa. Nó vẫn còn rất là nhiều bông nha quý vị nha. Ờ, trong cái uh, ngày sau khi mà mình lặt lá xong á quý vị mình cũng hồi hộp lắm bởi vì uh, tự nhiên mà cái thời tiết nó nóng lên uh, nhất là buổi trưa những cái ngày mà từ mùng uh, 11, 12 trở đi đấy, cho tới ngày gần tết nó, nó thời tiết nó nắng lắm uh, mình sợ là nó sẽ nở sớm uh, nhưng mà rất là may mắn cũng hơn thôi quý vị cũng có một uh, hai cây nó nở sớm bây giờ nó muốn muốn tàn rồi nhưng mà hầu hết thì uh, nó nở đúng vào cái dịp Tết này quý vị quý vị thấy là cái cây mai nó nở đặc hết trên đúng vào cái buổi sáng mùng 1 hôm nay là nó nó bùng hết những cái tược những cái lọc đó quý vị nó vẫn cũng đâm ra nhiều lắm rồi những cái cánh mai nó rớt xuống sân đấy quý vị thấy không thì mình nó nở sớm nó tạo lên, nó rớt xuống sân, nó vàng hết những cánh mai ở sân này. Nó tạo lên cái sắc thái đặc trưng của ngày Tết Chứ nếu mà mình, nó mà nở trễ đó thì nó không còn ý nghĩa mùa xuân nữa quý vị ơi Đấy, Cho nên là thà là nó nở sớm một vài ngày cũng được Nhưng mà hên là, cũng hên đó quý vị là năm nay nó nở đúng vào cái dịp Tết Thì cũng là cái kinh nghiệm của mình lạc lá Cái thứ hai nữa là cũng hên xui thời tiết nữa quý vị những cái ngày đầu sau khi lạc lá là mình hồi hộp lắm nó chết rồi năm nay mà mình hứa với quý vị mà mình làm nó không có được đúng nữa là mình phải xin lỗi quý vị khán giả rồi nhưng mà cũng may là nó nắng nóng có vài ngày thôi rồi nó lại trở lại không khí mát mẻ bình thường cho nên là nó không ảnh hưởng lắm tới cái cái thời gian trổ bông của cái cây mai một vài cây thì nó nở sớm rồi nhưng mà nó không sao hết quý vị nó đâm tược ra có khi nó lại còn đối với một số người thì họ thích cái, cái vừa có bông mà vừa có lọc cái lá nó quý vị cái quan điểm của người Việt Nam mình nó thì là nó có lọc nữa thì nó mới may mắn nó mới hên bởi vậy cho nên là với sáng mùng 1 Tết thì người ta hay đi chùa để xin lọc đầu năm đó quý vị đấy quý vị thấy là nó nở rộ hết à, những cây này thì à, mình à, mới lên chậu cũng khoảng một năm thôi nó cũng chưa được dày dạn tán lá cho lắm hy vọng là năm tới thì nó sẽ dày đặc hơn đấy quý vị quan sát thấy nó nở rất đẹp nha còn nhiều bông đấy quý vị thấy không còn rất nhiều bông nó có thể kéo dài tới mùng năm mùng 6 cũng có khi vẫn còn bông nha quý vị nha à, Tuy nhiên thì đối với những cái cây mà quý vị để ở trong nhà đó thì mình 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 trưng đến ngày mùng 3 Tết thôi rồi mình à, cho nó ra nắng một chút để ra nắng từ từ thôi mình nếu mà cây nhỏ thì các bạn bưng ra nắng buổi sáng chừng 15 20 phút rồi, rồi mình lại bưng vô nhà à, để tránh cái trường hợp mà nó bị thiếu ánh nắng mặt trời lâu quá thì khi mà đưa ra nó bị sóc nhiệt nó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của cây còn đối với những cái cây mà lớn mình để ở ngoài trời này thì không sao hết quý vị nếu mà cái cây nó khỏe mạnh thì quý vị để trưng cho đến mùng năm mùng 10 cũng được còn cái cây mà nó yếu thì quý vị đừng có trưng lâu quá nó mất sức nha đến mùng năm thôi là mình phải cắt hết những cái bông những cái trái mà nó nó kết trái rồi đó thì mình cũng cắt xả hết. Rồi sau đó mình xả tàn, côn tán lại Rồi mình dưỡng nó lại ngay thì nó mới khỏe cây nha quý vị nha. Thì hôm nay cũng là ngày đầu năm mình báo cáo cái thành quả của mình cho quý vị thấy và cũng nhân đây kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, tấn bình an và hẹn gặp lại quý vị trong suốt cái năm nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong cái việc chăm sóc mai quý vị nhá. Rồi xin chào và tạm biệt quý vị.